Bạn đang vẽ gì á? Yellow with the sun. Ừ, yeah, the sun. Nhà con vẽ solar system hả? Đến màu này chậm 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 màu chậm 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 chậm. Ừ, con thích màu gì? Thích màu orange. Thích màu orange hả? Ghế màu. Nó bạn Nam đang vẽ sun. Cái đó là gì vậy con? Là Jupiter. Jupiter hả? Jupiter bự hay nhỏ? No, không nhỏ. Nhưng là solar system. Jupiter có mấy moon? 4 big moon, 79 moon total. Địa Earth có mấy moon? 1 moon, rồi Mars, cả 2 moon, Mercury, cả Yo-Yo moon, Venus, cả Yo-Yo moon. Sun có star. Đúng rồi, sun là star, sun là ngôi sao. Ai vẽ đẹp hả? Đẹp không? Con hỏi mọi người có thử công nam vẽ đẹp không? Đâu sun, đâu sun, đâu chị cho mami sun nào. Đâu sun, đâu nào. Sun rồi gì nữa? Rồi gì? Venus. Rồi gì nữa? Mars. Jupiter. Saturn. Uranus. Neptune. Giờ tiếng Việt đi, tiếng Việt đi. Mặt trời. Sao thủy. Rồi. Sao kim. Trái đất. Trái đất trái gì nữa? Sao hỏa. Sao mộc. Sao thổ. Sao thiên vương. Sao thiên vương. Sao hải vương. Yeah. Nào con dơ lên coi thử có đẹp không nào. Nào con dơ lên nào. Chưa khô mà con bỏ tay vô vậy. Vậy nè, mọi người thấy bạn Nam vẽ đẹp không? Cười lên cái coi. Yeah, bây giờ mình để cho nó khô nha. Nha. Dạ chứ. Dạ. Đi rửa tay nha. Hello, chào mọi người. Hôm nay thì gia đình Bảo Nam sẽ dành một ngày để lau chùi dọn dẹp nhà cửa thật là sạch để đón Giáng sinh. Ba Bảo Nam thì sẽ hút bụi, giặt thảm phòng khách, cầu thang, phòng ngủ. Nói chung là tất chỗ nào có thảm đều phải giặt sạch hết. Tại vì nhà có con nhỏ, thảm nó rất là bụi lắm. Nó bám ở dưới nhưng mà mắt thường mình không thấy được. Cho nên là khoảng một tháng thì gia đình mình sẽ giặt thảm một lần. Còn mình thì sẽ phụ trách dọn dẹp nhà bếp, lau sàn gỗ. Nói chung những gì liên quan đến nhà bếp thì mình sẽ làm. Vì phần nhiều mình thì ở trong nhà bếp nhiều hơn á. Mình thì thích căn bếp thật là gọn gàng và sạch sẽ. Đụng tới đồ gì là phải có liền chứ không mất công tìm kiếm, mất thời gian lắm. Mình thì thường dùng chất tẩy rửa Easy Off này để lau cái các bếp nấu. Cái này thì giúp cho làm sạch những vết dầu mỡ bám trên bếp khá là hiệu quả. Hoặc là mình có thể dùng baking soda với giấm ăn chùi bếp cũng rất là sạch luôn. Khu vực bếp thì mình tốn khá nhiều thời gian lau chùi nhất luôn vì nó rất là mau dơ. Qua một lần nấu nướng thôi là các vết dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi rồi. Đó là mình đã hạn chế chiên đồ ăn ở trong nhà rồi đó nha. Sạch sẽ rồi cả nhà nè, cảm thấy thư thái hơn hẳn luôn. Lâu ngày tự nhiên thèm bánh canh bột lọc sườn heo ghê luôn. Ở đây không có ai bán món này cả, nên là mình phải tự tay nhồi bột và nấu. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình nấu món này cho ba Bảo Nam ăn luôn. Sợi bánh mình làm từ bột năng là chủ yếu, chỉ trộn thêm một ít bột gạo và một tí muối. Mình thích cái sợi bánh canh nó dai và dẻo. Cho nên là mình sẽ trộn bột năng nhiều hơn là bột gạo. Ăn món này làm mình nhớ tới thời gian mà lăn lê quán vỉa hè ở Sài Gòn. Ăn bánh canh bột lọc cay cay thơm thơm. Trời phê ơi là phê luôn đó cả nhà. Mình sẽ làm nhiều bột một tí. Nếu ăn không hết thì mình sẽ cho vào tủ đông. Đến khi thèm thì lấy ra nấu mà không phải nhồi bột nữa. Mình là tín đồ của các món có nước đó cả nhà, cho nên là một tuần ít nhất mình sẽ nấu các loại bánh canh hoặc là phở, bún bò, udon, nui nấu sườn. Nhìn sợi bánh canh ngon và trong chưa cả nhà nè.
Đây là sườn mà ba bảo Nam mới mua về cho mình nấu đây. Mình cũng rất là thích ăn nấm rơm ở bên đây. Không có nấm rơm tươi như ở Việt Nam, nên là mình sẽ dùng nấm lon. Ăn cũng rất là ngon. Mình thường nấu với nấm này cũng rất là nhiều lần rồi. Sau khi rửa sạch thì mình cắt nấm ra làm đôi cho dễ ăn và nhìn cũng đẹp mắt hơn nữa. Nấm rơm tươi mà nướng muối ớt ăn cũng rất là ngon, quên lối về luôn đó cả nhà. Sườn thì mình đã rửa sạch sẽ chần qua nước sôi trước khi hầm chín, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi cho nấm. Bột bánh canh đã luộc chín vào là có một nồi bánh canh hấp dẫn rồi. Cách nấu thì cũng khá đơn giản, không có quá cầu kỳ. Mỗi buổi tối thì mình thường hay uống saffron nghệ hoa nhụy tây á, tại vì nó tốt giúp cho mình ngủ sâu được á. Với lại mình bỏ hoa nhụy tây vô chỉ cần vài sợi thôi, và mình bỏ thêm một tí mật ong vô. Cái loại mật ong này nó rất là tốt cho sức khỏe luôn nè. Manuka honey này nè, thì cái hãng này nó tốt, nó có làm cho chất kháng khuẩn cho mình, cái cổ họng của mình nó thông họng á, nó rất là tốt luôn nè. Đợt vừa rồi á, bạn Nam á bị bệnh rất là nặng luôn, bị sốt 3 ngày thì kho họng á, mà mình dùng cái mật ong này cho bạn Nam ăn trực tiếp luôn nha. Thì sau một thời gian khoảng 2-3 ngày là cổ họng của bạn Nam nó thông luôn á. Cho nên mình cảm thấy là cái loại mật ong này nó hơi mắc một tí xíu, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là hữu dụng á. Bây giờ thì bạn Nam đi ngủ rồi thì mình sẽ tranh thủ đi gói quà Noel. Bạn Nam cũng rất là háo hức lắm rồi đây. Nhưng mà ở bên đây là đêm, hôm nay là đêm 23 thì là mình mới bắt đầu đi gói quà. Và đến ngày mai đêm 24 thì cả nhà sẽ mở quà.